Xin chào các anh chị và các bạn. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ thực hiện là món cóc ngâm chua cay giòn ngọt, vô cùng đơn giản, nhanh gọn, mang lại hương vị vô cùng hấp dẫn, trẻ em người lớn đều thích. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu làm nhé. Để thực hiện làm món cóc ngâm hôm nay ở đây thì mình có sử dụng là 2 cái cóc bao tử. Tùy theo gia đình các bạn có thể mua hoặc là nhà trồng. Nếu mua thì các bạn nên chọn mua cóc tươi, non, loại không hạt, có vỏ màu xanh nhẵn bóng sẽ ít xơ. Công đoạn đầu tiên sẽ chuẩn bị một ít nước phù hợp cho vào chậu. Và sẽ cho vào đây là một thìa canh muối. Sẽ hòa tan. Dùng dao bào lớp vỏ màu xanh bên ngoài. Các bạn nên gọt bào mỏng để giữ được độ chua của cóc. Tùy theo quả to hoặc nhỏ các bạn có thể chẻ làm đôi hoặc là để nguyên cả quả. Rồi bỏ vào chậu nước muối để ngâm, cóc sẽ sạch mũ không bị thâm. Tiếp theo khi cóc đã được gọt sạch vỏ và ngâm qua nước muối. Bây giờ thì các bạn sẽ chuẩn bị một ít nước đá lạnh cho vào chậu khác. Và chuyển cóc qua chậu nước đá lạnh này. Công đoạn này giúp cóc ngâm khi ăn sẽ được giòn hơn. Và sẽ ngâm trong thời gian là 10 phút. Sau 10 phút ngâm với nước đá lạnh, bây giờ thì sẽ vớt ra một cái rổ để thật ráo nước. Để nấu phần nước ngâm cho 2 ký cóc thì mình sẽ cho vào nồi là 5 thìa canh đường cắt vàng, 2 thìa canh đường cắt trắng, 7 thìa canh nước mắm 60 độ đạm sẽ ít mặn, 4 chén con nước lọc. Nếu các bạn muốn có vị mặn hơn có thể thêm vào là 1/2 thìa canh muối iốt. Rồi nấu cho sôi, đường sẽ tan hết. Phần nước ngâm đã sôi, đường tan hết, các bạn sẽ nêm và điều chỉnh lại vị mặn ngọt sao cho phù hợp. Rồi tắt bếp, để cho phần nước ngâm này sẽ được nguội hẳn rồi mới dùng. Khi sử dụng đường vàng để nấu phần nước ngâm, cóc sẽ có màu vàng đẹp tự nhiên. Sau một thời gian, cóc đã được ráo nước, phần nước ngâm đã nguội hoàn toàn. Để món cóc có thêm vị và đẹp hơn thì mình có dùng thêm là một ít ớt để nguyên cả quả, đã được rửa sạch và bỏ cuống. 2 thìa canh bột ớt Hàn Quốc sẽ ít cay.
hũ hoặc lọ thủy tinh đã được trụng qua nước sôi và lau thật khô để khi ngâm cóc sẽ không bị nổi bọt. Bây giờ sẽ cho ớt bột vào nước ngâm và khuấy đều. Nếu thích vị tỏi các bạn có thể thêm vào. Tiếp theo sẽ xếp cóc vào lọ. Và xen kẽ ớt vào. Sau đó đổ phần nước ngâm vào cho ngập cóc. Cuối cùng dùng một cái chén hoặc là đan tre đè lên trên, rồi vặn nắp thật chặt lại. Công đoạn thực hiện ngâm cóc đã xong, các bạn sẽ để từ 1 tới 2 ngày là sẽ ăn được. Sau thời gian 2 ngày và đây là thành phẩm cóc ngâm. Nước ngâm rất trong, không bị nổi bọt. Cóc đã chín có màu vàng ươm, bây giờ thì mình sẽ lấy ra đĩa. Cóc được ngâm theo cách này có màu sáng đẹp, có mùi lên men tự nhiên rất thơm. Khi ăn, cóc giòn có vị chua cay mặn ngọt cực hấp dẫn. Sau khi đã có thành phẩm, các bạn nên bảo quản trong ngăn mát của tủ lạnh để sử dụng dần để giữ được vị chua cay giòn ngọt vừa phải. Cách làm món cóc ngâm rất đơn giản, sẽ có một món ăn vặt cực hấp dẫn thì các anh chị và các bạn hãy thực hiện để gia đình cùng ăn nhé. Và bây giờ video thực hiện món cóc ngâm chua cay mặn ngọt của mình hôm nay cũng xin được kết thúc. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã xem và ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong các video tiếp theo của mình nha.